theo PRE. Đây là cổ phiếu chúng tôi cho rằng sẽ hưởng lợi lớn nhất từ việc mở cửa sau đại dịch. Vâng, là mở cửa đúng nghĩa đen. Bỏ qua yếu tố thế mạnh rõ ràng nhất của PRE, tức là hưởng lợi từ hệ sinh thái của VinGroup là nhà phát triển và điều hành bất động sản lẻ lớn nhất và phát triển nhanh nhất ở Việt Nam, hay là hưởng lợi từ thị trường bán lẻ hấp dẫn của Việt Nam được hỗ trợ dài hạn bởi cơ cấu dân số vàng. Chúng tôi cho rằng quan trọng nhất trong thời điểm này chính là sự e ngại rủi ro từ đại dịch đã dẫn tới cổ phiếu VRE bị quá bán, qua đó làm mã cổ phiếu này giao dịch dưới giá trị thực. Đây là một cổ phiếu giá trị điển hình. Dù chúng tôi rất rõ về rủi ro đầu tư của VRE, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã và sẽ còn làm ảnh hưởng kết quả kinh doanh của VRE, chúng tôi muốn trình bày 3 luận điểm như sau. Thứ nhất, dù tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nhưng với quyết tâm trong việc tăng độ phủ vaccine toàn dân cũng như các chính sách thúc đẩy kinh tế, và gần đây nhất chúng tôi quan sát thấy lộ trình của chính phủ trong việc mở cửa để phục hồi kinh tế, chúng tôi kỳ vọng rằng ngành bán lẻ sẽ được phục hồi, đồng thời hưởng lợi từ tâm lý revenge shopping, chúng tôi tạm dịch là mua sắm trả thù, được quan sát ở Trung Quốc và châu Âu sau khi thị trường mở cửa trở lại. Thứ hai, chúng tôi cho rằng thị giá VRE chiết khấu những thông tin không thuận lợi từ dịch bệnh cũng như các gói hỗ trợ khách thuê mới. Trong mô hình của chúng tôi, dự phóng lợi nhuận đã được thận trọng điều chỉnh theo các ảnh hưởng của dịch đến gói các gói hỗ trợ khách hàng, khách thuê đến năm 2023. Điều này hàm ý rằng nếu lộ trình mở cửa của chính phủ mà diễn ra thuận lợi như kế hoạch, đây sẽ là cơ sở để chúng tôi tiếp tục nâng giá dự phóng cho VRE, một xúc tác trong trung dài hạn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cứ nên tập trung vào diễn biến trong thời gian sắp tới để có những đánh giá hợp lý. Và về cuối cùng, chúng tôi lưu ý rằng về bản chất, VRE là doanh nghiệp được hưởng lợi từ dòng tiền dài hạn, tức là 50 năm cho một trung tâm thương mại. Đồng thời, cái dòng tiền đó còn tăng trưởng ổn định qua các năm. Nên dù thời gian dịch có kéo dài đến đơn vị năm, thì triển vọng dài hạn chúng tôi đánh giá là vẫn còn đó. Đồng thời, chúng tôi cũng kỳ vọng với kế hoạch và thực tế mở mới các trung tâm thương mại hiện tại sẽ giúp kết quả kinh doanh của VRE bật mạnh sau khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Như vậy, chúng tôi đã trình bày về cơ hội đầu tư cổ phiếu VND đại diện cho tiềm năng tăng trưởng trong trung dài hạn thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh những cái tên lớn khác, ví dụ như là công ty SSI hay là công ty chứng khoán MBS. Ngoài ra, bên cạnh TD Bank, chúng tôi đánh giá là giá trị và tăng trưởng điển hình mà đáp chỉ là tiếp theo. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư và chú ý.